Đề Phát thanh xã Bình Nông, huyện An Bình thông báo tổ chức cuộc thi chúng ta cộng đồng thay đổi cuộc sống. Mục đích, ý nghĩa: ban quản lý dự án Năng Cô khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet cộng đồng tại Việt Nam thông báo tổ chức cuộc thi viết về những câu đặc sắc tiêu biểu tại những điểm triển khai dự án với chủ đề máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Cuộc thi này kêu gọi cộng đồng chia sẻ những câu chuyện có thật trong cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện giá trị xúc động về kinh nghiệm của người dân địa phương và nghị lực có quyết tâm tìm tòa sáng tạo và khám phá những điều kỳ diệu mà máy tính internet mang lại, giúp họ vượt khó khăn của cuộc sống để thay đổi cuộc đời, tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn. Những kinh nghiệm được chia sẻ là động lực để người dân học tập và nhân rộng, thu hút thêm nhiều người sử dụng máy tính internet, giúp họ cải thiện cuộc sống ở vùng nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo ra tìm kiếm việc làm và thoát nghèo, phụ nữ thay đổi cuộc sống tích cực hơn. Cuộc thi cũng nhằm truyền tải thông điệp mọi người yêu bình đẳng trong cuộc sống.